Đại hội lần thứ 20 Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào ngày 16-17 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường A1 Nhà khách Nghệ An, số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, Nghệ An. Với sự có mặt của 198 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên của 101 công đoàn cơ sở trực thuộc, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong phong trào của cán bộ nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn ngành giáo dục. Đại hội 20 Công đoàn ngành giáo dục hướng tới một đại hội đổi mới, dân chủ, đoàn kết, khát vọng, phát triển. Đánh giá 5 năm nghị quyết Đại hội 19, nhiệm kỳ 2017-2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phong trào cán bộ, nhà giáo, người lao động và hoạt động công đoàn ngành giáo dục giai đoạn 2023-2028. Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đổi mới, sáng tạo vì quyền và lợi ích của cán bộ, nhà giáo, người lao động, vì sự phát triển của công đoàn ngành giáo dục Nghệ An.